Ok, Câu Cá Đu xin chào quý vị và các bạn. Đó, hôm nay Câu Cá Đu đã chuẩn bị các dụng cụ ở đây để tháo một chiếc máy ngang này của bên mình đã cung cấp gần một năm nay rồi. Thì dạo gần đây thì có rất nhiều người nhắn tin hỏi mình là cách bảo dưỡng máy ấy. Vì cái sản phẩm này thì mình cũng giới thiệu từ hơn một năm nay rồi. Thì đợt đấy thì cũng có rất nhiều người mua. Bây giờ thì nó kiểu video đấy nó không lên, hay là mình cũng không giới thiệu về cái sản phẩm này nữa nên là nó cũng ít. Thì cái video đó mình giới thiệu từ một khoảng là một à cái máy đây này. Đó. Còn khoảng khoảng 11 tháng rồi. 1 năm rồi thì đến cái máy này thì cũng phải cần, nếu mà các bác mà mua tầm 11 tháng trước ấy thì cũng phải bảo hành và bảo dưỡng rồi nhá. Vì máy chúng ta muốn bền, muốn lâu, muốn trơn tru ấy, thì chúng ta cố gắng là thường xuyên chúng ta nên bảo dưỡng máy đi. Tất cả các bác dùng ít thời gian ấy, nhưng mà các bác dùng nhiều ấy, các bác dùng liên tục ấy, ngày nào các bác cũng đi ấy, thì các bác cũng nên thường xuyên mà bảo dưỡng máy nhá. Ra dầu thôi. Đó, đây mình có lọ dầu đây. Đó. Pre-step. Đó. Cái máy này thì mình cũng sử dụng được 2 năm rồi, từ đợt đầu cơ. Nhưng mà mình cũng ít có thời gian mà đi câu ấy, đa số là làm video test cho các bác thôi. Thì cái máy này thì nói chung là nó vẫn còn ngon, vẫn còn mới, kiểu là có cũng chưa phải đến lúc phải thay, cũng phải chưa đến lúc phải bảo dưỡng ấy. Nhưng mà mình sẽ tháo lấy cái con này để tháo ra cho các bác xem các linh kiện của máy câu này, cũng như là cách thức chúng ta tra dầu, rửa dầu như thế nào nha các bác. Đó, thì đầu tiên thì thường thường máy nào cũng có chỗ để tháo nắp ra để chúng ta tháo tua bin ra ấy. Thì các bác tháo ra thôi. Mỗi máy một kiểu nhá, riêng máy này thì nó cò đây này, thì các bác ấn đây ra này. Mình giới thiệu này thì cũng hầu hết bằng tất cả các dòng máy ngang thôi, đa số là đều như vậy. Đó, khóa từ nha các bác, chứ không phải khóa điện tử nhá. Đa số dòng máy ngang khóa từ đều có nắp mở ra một bên để tháo cái tua bin này ra. Đó, tua bin này không có gì. Đó. Thì thứ hai là chúng ta có thể tháo, chúng ta nhìn ốc. Đầu tiên thì chúng ta sang bên tay quay này. Đó, nó có cái ốc ở đây và cái chặn đây, nên chúng ta tháo cái ốc này ra để tháo cái tay quay ra trước nha các bác. Thì các bác có thể dùng cái lưỡi cái cờ lê mỏ lết, cái tu vít dạng nào cũng được. Cái này mình sẽ lấy cái dạng ngang đi. Đó. À, nó chắc, nó to mà. Đó, chúng ta vặn ra. Thì đó, thì các bác nhìn thao tác của mình nhé. Chúng ta tháo đâu thì chúng ta sẽ đặt tiếp cái hai cái đầu này thì mình biết rồi, thì mình tháo thường xuyên rồi, mình cứ để ra ngoài được. Rồi các bác cứ xếp lần lượt cho mình nhé. Tháo cái điểm nào thì các bác xếp lần lượt lại một thành, tạo một vòng tròn. Thì cái này chúng ta có thể nhấc cái này lên này. Đó, tốt nhất là các bác dùng một tờ giấy trắng. Đó, cái ốc này thì chúng ta có thể lấy một cái vải. Vì chúng ta các bác hay dùng kìm hay là dùng cờ lê ấy, thì nó bị xước, thì các bác chạm một miếng vải ở đây. Rồi chúng ta dùng cái kìm, chúng ta kẹp. Rồi chúng ta kẹp thì chúng ta quay một vòng nhé. Đó. Cái này thì thường là ốc thì là quay vào là ra đúng không các bác? Quay ra là vào, kiểu cùng chiều đồng hồ là vào mà ngược chiều đồng hồ là ra. Thì đây thì cái này lại ngược với quy tắc đấy. Chúng ta quay cùng chiều với đồng hồ là ra, để chúng ta càng chặt mà. Đó. Chúng ta xếp dần thôi. Đó, nguyên tắc chúng ta cứ xếp thì lúc sau chúng ta lắp thì nó dễ hơn. Đó. Cái này thì chúng ta phải phái rồi.
pháo này ra. Đó. Thì các bác thử ở ngoài xem con này với cái trục này. Đó, có hình dung để như này trục này vào đây đúng không? Đây xuyên qua trục này đó. Các bác cố gắng lau sạch cái này đi nhá. Lau sạch đi, dùng cái vải sạch. Không phải lau sạch, lau hết đầu nhớt của nó đi. Cả máy nữa. Các bạn nhìn thấy chỗ nào kiểu có cát hay là có nhựa nó bị bung ra hay là bị làm sao ấy thì các bác lau sạch nó đi nhá. Sạch đi rồi bắt đầu bác dùng keo. Các bác tra vào. Tra vào những cái chỗ mà trục quay ấy, thì các bác dùng máy rồi trục bác là những cái gì là chúng ta phải tra rồi. Như kiểu là cái trục trượt trơn này. Các bác tra vào đây này. Đó. 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 Các bác tra vào rồi các bác hoạt động bình thường cho nó trơn tru. Đó, người ta quay như thế này đó. Trơn ngay. Đó. Đó. Nó trơn luôn. Đó, thì đấy là cái phần này chúng ta lắp vào. Chúng ta lắp đến đâu thì chúng ta xử lý đến đấy. Như kiểu cái này đây thì chúng ta sẽ lắp vào đây. Kể cả cái trục này nữa.
này mình dùng ra máy rất chân chu. Đó, đấy là một số cái quy trình để chúng ta tháo một cái máy ra để chúng ta bảo dưỡng nhé. Thì các bác nào mua máy này của câu cá Adu rồi mà không bảo dưỡng được ấy thì có thể gửi lại về cho câu cá Adu để câu cá Adu bảo dưỡng cho các bác nhé. Đó, ok, mới toanh. Ok nhá, thì bác nào mà mua sản phẩm này của câu cá Adu mà không bảo dưỡng được ấy thì gửi về cho câu cá Adu để câu cá Adu bảo dưỡng cho các bác nhá. Đó, đây là một quy trình về tháo một chiếc máy câu ngang ra. Mình cái máy ngang nào chạy từ nhá, mình nói là dòng chạy quá từ thì đa số giống nhau thôi. Nên là các quy trình tháo lắp của nó giống nhau. Nên các bác cứ thế mà các bác quay bao lại video hoặc các bác dừng lại video chúng ta làm từng bước một nhá. Ok nhá. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này nhá. Còn sản phẩm này thì bên mình vẫn bán giá là 700.000 nha các bác. 700.000 một chiếc máy, cả tay phải tay trái đều có. Đó. Thì bác nào muốn mua ấy, thì có thể liên hệ với mình qua số điện thoại hiện trên màn hình là 0914726862 cũng như là vào fanpage Facebook là câu cá Adu nhé, hoặc Zalo số đó. Đó, ok, cảm ơn các bác đã theo dõi video này, đừng quên ấn like, share, đăng ký kênh để ủng hộ cho câu cá Adu nhé. Ok, bye bye.